À, bây giờ mình tiếp theo nha. Chàng ơi, sao mà em về hàng toàn là lo không mà không có cái thớt sụt rau nào sử dụng hết. Thôi bây giờ mình bán từ từ. Mình giới thiệu tích rồi, giới thiệu điện năng 300M rồi. Thì qua đây đi. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ mình gỡ lưới của ông bên đây mình trả lại nha. 5 lo, này là gì đây? Yamaha, Yamaha NX gạch ớt 80C. Wow, ở đây là gì đây? Nhôm, bọc phay nhôm hai đầu nha, ý là cái chân ở trên là nhôm, ở dưới là cái chân để mình mà có cái chân nghi nóc hay cái chân gì đó thì bắt vô. Ngoài đầu nó là nhôm như vậy. 5 lo vệ tinh như vậy, một combo như vậy, các anh thoải mái về mình ghép với vàng 5.1. Ở nhà mình có bộ vàng 5.1 rồi, nhưng mà mình thích cái thương hiệu Yamaha hơn, mình bỏ cái lo ở nhà ra, mình ghép cái 5.1 này vô, lâu lâu mình đổi qua đổi lại để thay đổi cái chất lượng âm thanh. Xài đi năm rồi, xài Onkyo rồi, hôm nay xài Yamaha vô, rồi lâu lâu mình đổi tới đổi lui để chi trải nghiệm hết chất âm của các thương hiệu của các hãng. Còn không á thì mình kết nối cho dàn 5.1, còn không nữa thì mình sử dụng cho quán cà phê, quán trà sữa, quán ăn, quán xăng giường vì sao treo treo khắp các nơi trong phòng luôn, một chỗ không lo, chỗ không lo, chỗ không lo thì mình cứ thoải mái mình sử dụng. Hoặc nhà mình đã có bộ dàn 5.1 thì mình thay đổi không khí một chút, mình đổi thành Yamaha. Đây, không thấy công suất luôn, chỉ thấy là Yamaha ớt 80C. Để em coi thử coi, cái loa center cũng to đùng, dạ ngoằng, rất là nặng nha, một cái loa vậy rất là nặng, nó cho cái bát để mình treo lên được luôn rồi nè. Ồ, không thấy ghi trong sức ở trên đây nha, quá nặng. Bán combo gì? 1,2 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái loa 1,2 triệu combo như vậy của Yamaha, quá rẻ, để các anh trải nghiệm một chất âm mới Yamaha. Phía sau đây cho mình treo mình gì đây, tùm lum hết, chạm lo, chỗ treo lo, tổng hai mặt sau mặt trước nha. Cái nào mua combo 5 cái lo vệ tinh này liên hệ em.